bao nhiêu đồng chí sắp bị lộ khi quyết còi FEC phản cung, Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra lại. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FEC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết là một trong những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Theo kế hoạch, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử cùng với các vụ án Tân Hoàn Minh, Vạn Thịnh Phát vào đầu năm 2024. Theo giới quan sát, các đại án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực như các vụ Tân Hoàn Minh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, Vạn Thịnh Phát, SCB đều khởi tố và bắt giữ sau vụ án FEC của Trịnh Văn Quyết. Xong tất cả đều đã hoàn toàn kết luận, điều tra và chuẩn bị được đưa ra xét xử. Riêng vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC thì đã được xử xong kể cả phúc thẩm. Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Vậy lý do tại sao vụ án Trịnh Văn Quyết lại bị kéo dài đến như vậy. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 đưa tin, Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định trả lại hồ sơ đề nghị Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, quyết định ngày 26 tháng 12 năm 2023 của vụ 5 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng cần phải điều tra bổ sung để đảm bảo việc truy tố. Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng ra thông báo đề nghị báo chí công khai để người bị hại biết về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung. Điều việc kể trên có liên quan gì đến chuyện mà giới tạo tin từ hồi cuối năm 2023 đã tiết lộ. Trịnh Văn Quyết đã bất ngờ phản cung. Theo đó, sau gần 2 năm bị Bộ Công an khởi tố bắt giam với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chuyến đặt tài sản sau khi kết luận điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra C01, Bộ Công an gửi sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để ban hành cáo trạng truy tố, thì bất ngờ ông Trịnh Văn Quyết đã phản cung không thừa nhận những lời khai trước đó trong hồ sơ của vụ án. Có một chi tiết hết sức quan trọng, đó là cùng với việc phản cung yêu cầu điều tra lại, Trịnh Văn Quyết quyết còn khai ra một danh sách các quan chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, kể cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội, các bộ ngành và các địa phương cũng như cơ quan điều tra của Bộ Công an. Đây là những người có liên quan đến Trịnh Văn Quyết và FEC hoặc đã nhận hối lộ từ ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết. Như vậy, nếu có cơ quan tư pháp truy tố quyết tội đưa hối lộ thì đồng thời cũng phải truy tố những người trong danh sách vừa kể trên về tội nhận hối lộ. Một nguồn thạo tin cho biết danh sách này đã được chuyển cho ban thường trực chỉ đạo về phòng chống tham nhũng và tiêu cực trung ương cũng như đã nằm trên bàn làm việc của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xin ý kiến quyết định. Đó là lý do những ngày gần đây trên mạng xã hội có nhiều tin đồn đoán liên quan đến việc ghế của nhiều lãnh đạo cấp cao từng chống lưng hay nhận hối lộ từ ông Trịnh Văn Quyết đang lùng lầy dữ dội. Các vị quan cấp cao này hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên vì bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị bắt giảm. Sự việc này nghiêm trọng tới mức bị can Trịnh Văn Quyết đã phản cung tất cả lời khai trước đây từ việc thao túng chứng khoán cho đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mà cụ thể được chia sẻ như sau. Trịnh Văn Quyết không thừa nhận tội danh thao túng chứng khoán vì trước đó, theo ông Quyết, vi phạm này đã có quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban, chứng khoán, nhà nước, cũng như FEC đã xử lý đền bù ngay sau khi vụ việc xảy ra, theo quy định. Tiếp theo, Trịnh Văn Quyết cũng không thừa nhận tội danh lừa đảo chuyến đoạt tài sản Ông Quyết cho rằng em gái mình Trịnh Thị Minh Huế mới là chủ mưu. Đồng thời ông Quyết còn khẳng định tình trạng tăng vốn và niêm yết trên sản chứng khoán của các doanh nghiệp khác ở Việt Nam đều đi theo cùng con đường như FEC. Vì sao Bộ Công an không làm rõ? Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay cũng đang hết sức tất bật. Cũng xin được nhắc lại vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Theo đó, ông Quyết bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4 tháng 1 cho phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 thu về 1.500 tỷ đồng. Đến ngày 5 tháng 4 năm 2022, hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Được biết, lý do bị cáo Trịnh Văn Quyết phản cung và yêu cầu tiến hành điều tra lại vì ông cho rằng trong quá trình điều tra, ông bị mớm cung. Thậm chí, ông còn bị tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Trung tướng Đỗ Văn Hoành đánh lửa để có lời khai bất lợi cho ông. Theo giới phân tích, với các diễn biến liên quan đến việc bị Kiểm sát Nhân dân tối cao trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng bọn, thì vụ án này sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Có thể trong thời gian tới, tên của không ít quan chức cấp cao của các cơ quan thuộc bộ máy đảng, nhà nước, kể cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội sẽ được đưa ra ánh sáng do liên quan đến đại án này. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Bao nhiêu đồng chí sắp bị lộ khi quyết còi FEC phản cùng. Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra lại. vì sao tổng trọng đường quang không đi thích đâm quàng bụi dặm trong quá khứ hàng loạt chính sách sai lầm của ban lãnh đạo việt nam đã khiến cho nền kinh tế xã hội xa sút tới mức nghiêm trọng đó là lý do vào năm 1986 đảng cộng sản việt nam buộc phải quyết định cải cách kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình xô viết chuyển sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa chính sách đổi mới của đảng cộng sản việt nam vào năm 1986 rõ ràng đã giúp cho người dân Việt Nam có một cuộc sống đỡ khắc nghiệt hơn so với người dân ở Bắc Hàn và Cuba hiện nay. Cuba, đất nước tàn tạ sau 65 năm Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đài tiếng nói nước Pháp FI vào ngày 4 tháng 1 năm 2024 có bài viết với tiêu đề Cuba kỷ niệm 65 năm chiến thắng trong đói kém. Mở đầu FI đánh giá Cuba, đất nước tàn tạ sau 65 năm Đảng Cộng sản. Đài FI dẫn lời báo Pháp vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 đã mô tả tình trạng siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng ngay kỷ niệm buồn thảm của cách mạng Cuba. Fi cũng dẫn lời tờ báo châu Âu trong bài báo xã luận với tựa đề "Địa ngục" đã nhấn mạnh đúng 65 năm sau khi Fidel Castro tuyên bố cách mạng chiến thắng, Cuba chìm trong khủng hoảng, thủ đô La Habana đầy người ăn xin, nhiều người sống tạm bỡ chờ cơ hội di cư sang nước khác. Theo tờ báo này, tại một trong những quốc gia cộng sản cuối cùng như mọi năm, vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 1, đảo quốc này mừng chiến thắng cách mạng. Nhưng lần kỷ niệm thứ 65 này là ngày kỷ niệm buồn thảm của cách mạng Cuba với tình trạng siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng, khi thủ tướng Manuel loan báo kế hoạch gây sốc tăng 25% giá điện, khí đốt, xăng, nước, vận chuyển công cộng và cả xì gà đều tăng giá. Bản tin của FI còn cho biết số công chức sẽ giảm xuống và đồng peso sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng nỗi lo lớn nhất của người dân Cuba là việc hạn chế Libertia sổ mua hàng phân phối. Tuy số lượng hàng bán theo tem phiếu ngày càng ít đi, nhưng nếu không có nó, hàng ngàn người cao tuổi hay không có thân nhân ở nước ngoài sẽ chết đói. Đặc phái viên của Le Figo còn miêu tả hàng đoàn người già ốm dơ xương, người ăn mày, đàn bà trẻ con đối khát ngày càng đông đảo tại thủ đô La Habana từ nhiều tháng qua. Và do quá thiếu thốn, Thủ tướng Cuba Curis đã đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối, một lựa chọn đáng ngạc nhiên. Vì ngoài vài ngàn người được hưởng đặc lợi trong giới chóp bu, tất cả đều cần đến sổ mua hàng, và nó là biểu tượng nếu biến mất sẽ chôn vùi luôn cơ sở chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, theo giới phân tích, các quốc gia đồng minh thiên tả của Cuba thì làm ngơ. Moscow thì gửi một ít thực phẩm nhưng không thêm gì nữa nếu La Habana không đưa quân sang giúp họ tại Ukraine. Trung Quốc thì hiểu rằng số tiền cho Cuba La vay coi như mất đứt, nên Bắc Kinh cần phải giữ khoảng cách hơn. Với Mỹ, sự chết chìm của Cuba hiện nay cho thấy Hoa Kỳ chẳng cần phải nối lại đối thoại với La Habana vì chế độ Cộng sản này có thể tự sụp đổ. Tình cảnh xếp hàng mua thực phẩm hàng hóa là điều phổ biến tại Cuba. Theo đài FI, trong bài xã luận vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, tờ báo độc lập Medio của nhà báo nổi tiếng Watney đã mô tả như sau. Vào năm 2023, Cuba ở bên bờ địa ngục, những mặt hàng thiết yếu không có hoặc quá mắc mỏ, thiếu thuốc men và bác sĩ. Tuy xưa nay hệ thống y tế vẫn được ca tụng, đất nông nghiệp bị bỏ hoang, du lịch xuống dốc, xuất hiện khái niệm tiền di dân. Những người Cuba sống vật vờ trong khi chờ đợi ra đi, họ không lập gia đình, không sinh con, không nhận những việc làm mới, không theo đuổi tiếp việc học hành, không biểu tình những bóng ma trên một con tàu đang trôi đi trong vô định. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1986 đã thừa nhận nền kinh tế thị trường, có nghĩa là họ đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, đa sở hữu về mặt tư liệu sản xuất, đặc trưng cơ bản của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Xô Viết là chỉ chấp nhận một thành phần kinh tế tập thể dựa trên nguyên tắc sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất. Vì thế, đồng nghĩa với việc nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã bị những người cộng sản từ bỏ. Điều đó có nghĩa là tính chất cộng sản của Đảng chỉ tồn tại tại một thứ duy nhất, đó là danh xưng tên Đảng. Còn tất cả những đường lối, chủ trương, hành động của họ thì tuyệt nhiên không còn chút gì là cộng sản theo chủ nghĩa Marx-Lenin nữa. Song cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn mạo nhận là Đảng Cộng sản vì họ không muốn cho dân chúng, đặc biệt là thành phần lão thành cách mạng, cựu chiến binh biết Đảng đã phản bội lý tưởng cộng sản đồng thời để họ có cố duy trì và níu kéo quyền lực chính trị độc tôn, toàn trị vì lợi ích và bổng lộc của một nhúm lãnh đạo trong chế độ hiện nay. Ông Tổng Bí Thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã chiếm trệ ngồi chiếc ghế này tới 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn sai trái với điều lệ của Đảng. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, trong bài viết có tựa đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng kết luận như sau điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mark Lenin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, nó sẽ còn tiếp tục phát triển và sức sống, thực tiễn cách mạng, cũng như trong thực tiễn phát triển khoa học. Kết luận nhảm nhí vừa kể trên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói theo ngôn ngữ của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, thì đích thị là loại không thần kinh thì cũng dở hơi. Nếu ông Trọng và những người hoài cổ ai còn tin, chưa tin, xin mời đọc bài viết của nhà báo Trần Ngọc Bích đăng trên trang BBC Tiếng Việt vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 sau chuyến thăm của tác giả đến Cuba với tiêu đề Cuba hiện nay là quá khứ của Việt Nam nhưng có nhiều cơ hội tốt hơn, sẽ rõ. Đúng là kiểu đường quang thì không đi, cứ thích đâm quảng bụi rậm là điều mà cha ông đã từng dạy, thưa ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao tổng trọng đường quang không đi thích đầm quảng bụi rậm Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm